Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Phạm Vũ Hiệp, bác sĩ của Trung tâm Bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Hôm nay rất vui được quay lại với các bạn trong một chủ đề mà rất nhiều người lo lắng, đó chính là khi phát hiện ra u lành tuyến giáp, bạn nên làm gì? Đầu tiên, hãy vứt bỏ tất cả những loại thuốc liên quan đến tuyến giáp mà bạn đang uống đi. Bởi vì những nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng tất cả những loại thuốc mà bạn đang uống, bao gồm cả hormone tuyến giáp hay bao gồm những cái thực phẩm chức năng, thì đều không giúp ích gì cho việc ngăn chặn sự phát triển của khối u, hay là không giúp ích cho bạn trong việc là bạn điều trị cái khối u của bạn nhỏ đi. Đôi khi việc sử dụng những cái thuốc liên quan đến chức năng tuyến giáp thì nó lại là con dao hai lưỡi và nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Bạn sẽ cảm thấy khó chịu, bạn sẽ cảm thấy có những cái triệu chứng giống như là một bệnh cường giáp, ví dụ như hồi hộp, đánh trống ngực hay là nóng bức toát mồ hôi. Thứ hai, hãy tìm kiếm những cái biện pháp điều trị phù hợp với cả u tuyến giáp của bạn. Nếu như u của bạn là một u nang, bạn hoàn toàn có thể hút dịch một cách định kỳ, hay nếu như mà bạn muốn điều trị nó một cách triệt để thì bạn có thể sử dụng các biện pháp ví dụ như là tiêm cồn gây sơ hay là tiêm những cái chất gây sơ vào nang giáp để cho nó không bị tái phát lại sau khi mà bạn hút dịch ra. Nếu như u của bạn là những u đặc thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những biện pháp điều trị ví dụ như đốt sóng cao tần để giải quyết cái vấn đề u đặc đó. Phẫu thuật nên là lựa chọn cuối cùng của bạn, bởi vì việc phẫu thuật thứ nhất nó có thể khiến cho cơ thể bạn sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề mà khá là khó chịu như khàn tiếng này, hay là như suy tuyến cận giáp gây ra thiếu hụt canxi máu dẫn đến tình trạng là co quắp tay chân hay là rối loạn nhịp tim. Bên cạnh đó, các nghiên cứu khoa học cho thấy rằng khoảng 2/3 nữ giới và khoảng một nửa nam giới đã có cắt bán phần tuyến giáp, tức là đã cắt một phần tuyến giáp đi và giữ lại một phần tuyến giáp, thì sẽ có xuất hiện những cái u mới ở cái phần nhu mô còn lại, và những cái u mới này thì nó sẽ có xác suất là u lành tính hoặc có xác suất là những u ác tính. Như vậy rõ ràng là việc phẫu thuật cắt bỏ một phần tuyến giáp đi để đổi lấy cái nguy cơ là bạn sẽ xuất hiện một cái u mới mà bạn không biết được nó là u lành hay u ác, nên là bạn nên lựa chọn những cái biện pháp điều trị phù hợp cho mình. Vậy khi nào thì bạn nên điều trị những cái u lành tuyến giáp? Đó là khi mà nó có thể gây ra những cái trở ngại trong cuộc sống cho bạn. Thứ nhất, trở ngại về mặt thẩm mỹ là khối u nó lồi ra vùng cổ chẳng hạn. Thứ hai nữa, đó là khi mà bạn có những cái triệu chứng của cái việc khối u nó to ra và nó gây chèn ép cơ quan xung quanh, bạn sẽ có thể thấy nuốt nghẹn, sẽ có thể thấy khó thở khi nằm ngửa. Đấy là những cái triệu chứng thông thường nhất với những cái khối u lành tuyến giáp. Và nếu như có một số những cái triệu chứng như vậy thì bạn nên cân nhắc đến việc điều trị càng sớm càng tốt. Với những trường hợp mà bạn có u lành tuyến giáp và nó không hề ảnh hưởng gì đến chức năng tuyến giáp của bạn cả, bạn không cần phải lưu ý bất kỳ vấn đề gì trong chế độ ăn uống. Bạn ăn uống và sinh hoạt hoàn toàn giống như một người bình thường. Cuối cùng thì đừng quên rằng tái khám theo lịch hẹn của các bác sĩ. Theo thời gian u sẽ có những cái tiến triển và cũng như là những cái phát triển, và vì thế nên các bác sĩ sẽ là những người mà người ta đã có những cái tiên lượng về thời gian mà cái u của bạn nó có thể phát triển và nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là nó có thể biến đổi về mặt tính chất và nó có thể gây nguy hiểm cho bạn. Do đó nên hãy luôn nhớ lịch tái khám với các bác sĩ và đừng bao giờ chủ quan rằng ok, mình không cần phải uống thuốc gì, có nghĩa là mình có thể hoàn toàn vô tư sống chung với nó cả cuộc đời bạn nhé. Hy vọng rằng qua video clip này bạn đã hiểu thêm về những cái u giáp lành tính và qua đó thì có thể loại bỏ những cái lo lắng mà mình đang có về cái bệnh lý này. Cuối cùng xin chúc bạn luôn vui và thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tới. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.